chạm khắc tên vô trong bộ ghế bây giờ nó đang trở thành hot trend nhé mọi người. Mọi người thấy khách hàng của Mộc à, lại đặt tiếp, gọi đặt khắc tên gia đình lên trên bộ ghế mọi người, nhưng mà nó là một mẫu hàng khác. Nói chung là mọi người thích cái mẫu thiết kế nào mọi người cứ đưa ý tưởng cho Mộc, ok làm hết đơn giản mọi người. Đó mọi người thấy không, tên của con anh chị là Tuấn với tên Hà. À, tên của hai vợ chồng, xin lỗi mọi người, tên của hai vợ chồng là anh Tuấn đó và chị Hà đó. Làm một phép. Ê, cái này làm hai phép, xin lỗi mọi người, phải làm hai phép đây. Hai người con là Ngân và Thùy, không ta, đúng rồi, Ngân và Thùy. Còn anh chị ở dưới kêu là chẹm gì thôi, chẹm bình hoa mai, đúng ngày Tết luôn đó. Còn mọi người thích là gia đình gọi là 3 người, 4 người, 5 người thì Mộc sẽ đưa ý tưởng như vậy nha. Chẳng hạn như gia đình 7 người chẳng hạn đi. Đấy, 2, 3 mẹ thì 2, 3 mẹ sẽ khắc lên tên lên trên cái bàn, lên trên mặt bàn. Còn 5 cái tựa sẽ khắc tên 5 người con nhé mọi người nha. Quá hợp lý không? Đấy, nên gọi là Mộc gọi tư duy gọi rất là sáng tạo nhé mọi người. Đó, mọi người thích kiểu nào đưa Mộc chơi hết mọi người. Đó, cái này học ăn kéo mọi người thấy làm mà rất là dày nha, làm sạch sẽ luôn. Một tấm nha. Đó. Đấy, còn nhiều hàng thì nhưng Mộc nói là Mộc cũng bán những hàng rẻ hơn thì ghép 2-3 tấm hay gì đấy, tùy theo cái chất lượng hàng và cái giá tiền tiền mà Mộc sẽ làm có nhiều loại hàng khác nhau. Còn loại bộ này thì đèo tay nghe nguyên khối tay 12, bộ này thì là 59.900 nha. Đấy, cái hộp hai bên mọi người nên lưu ý là loại này nó quen bẹt hộp đôn hộp nha. Đấy, còn mọi người không có bàn hộp đơn hộp thì như mẫu tay 12 này nó rẻ hơn 3 triệu á. Còn như thường hàng thị trường bên ngoài thì người ta làm thường là người ta sẽ không làm bàn hộp đơn hộp, nhưng mà nếu có thì người ta sẽ làm mỏng với cả làm nhỏ. Đấy, còn loại này thì Mộc làm dày, làm một tấm liền chạy bản âm, móc tay móc nắm móc âm luôn, móc vô gỗ trực tiếp luôn. Đấy, xả 60-70 năm luôn. Đấy, xả giữ gìn xả 100 năm sau có giá trị bán lại. Đó. Và bộ này mọi người thấy à, đào này là chạm bằng tay và tay nghe này là nguyên một con nha, nghe tay 12 nguyên liền một con, không có ghép. Đấy, chạm máu rất là đẹp, mặt nguyên tấm liền luôn, mặt 2,5 phân. Nếu mọi người thấy ý tưởng của khách đẹp không, để cho mọi người con mẫu đục chạm đào này thì đục bằng tay, nhưng mà mẫu này thì không gọi là đục gọi đơn giản mọi người, chứ nó không gọi sắc nét lắm, nó cho gọi đục được. Chất liệu là gỗ gõ đỏ nem phi 100%, hay còn gọi là gỗ bên của kẹt te đó, bên kẹt te nem phi á mọi người đó. Đấy, mẫu mọi người thấy đục đẹp không? Đây giờ ngồi vô cho mọi người coi cái dáng mà tay nghe khối này thì Mộc cũng rất là thích ngồi kiểu như thế này, bởi vì ngồi lên này nhìn kê vô bộ ghế nhìn nó rất là sang á mọi người, nhìn hoàn tráng. Và cái tựa đào mọi người thấy là kê vô cũng rất là êm. Đấy, ở đây là các mẫu khác là Mộc đang lên này, đây cho mọi người coi. Chẳng hạn mọi người không thích, mọi người lấy cái mẫu tay chơi này thôi này. Đấy, mẫu mà tay chơi như thế này nó chỉ có 45.900 thôi, mọi người thấy là nó rẻ hơn cả 15 triệu. Đấy, không tay, có tay con lân nhé mọi người, bàn nó bàn thường đốn thường. Đấy, rẻ hơn 15 triệu nên cái tay mà nghe khối này nó mắc nha. À, mấy mẫu cột Mộc đang lên tiếp cho khách đó. Nói chung là hàng cuối năm mọi người thì nó chạy hơi được xíu. Đấy, mẫu này nếu mà mọi người để phòng khách nó sẽ trên, tức là chiều dài 2m8 và ngang 2m8 nhé mọi người nha. Đó, tay 12 nhé mọi người. Mộc sẽ cho mọi người coi cái mẫu mà nó rẻ hơn là 45.9. Đấy, đây cho mọi người coi này. Cái này chạm mặt sau của nó nhé mọi người nha. Nó cũng là gỗ gõ đỏ nem phi dòng Nigeria luôn mà vân đẹp, nhưng mà nó tay nó là tay thường mọi người. Tay nó không tay, có tay con lân, không có bàn hộp đôn hộp. Đó. Chạm như vậy thôi là nó rẻ hơn được 15 triệu mọi người. Đó. Ở đây cho mọi người coi. Đấy, cái này là của bộ 45.9. Đấy. Còn bộ này là bộ 3 tựa nhá mọi người nha. Còn đây là nó bộ 4 tựa này. Bộ này bốn tựa là 50.900 hay sao đó. Đó.
nhiều dải sản phẩm ấy mọi người, thì mộc sẽ đính kèm cái dải bên phía dưới xíu mộc coi, mộc sẽ đính kèm vô cái dải bên phía dưới, còn bên mua bên mộc thì tại sửa sản xuất rồi đấy. Rồi vậy nhé mọi người nhé, chào mọi người.